Hiện tại là Thi đang đứng ngay chỗ là một cái con sư tử. Con sư tử là cái con lion nha, tiếng Anh á. Thì ở đây là một cái khu du lịch của người Singapore. Mọi người thấy đông không ạ? Hello, Thi xin kính chào tất cả anh chị em. Ngày hôm nay Thi đi du lịch Singapore. Biết sao không? Kỳ này á, em đi quay phim cho tất cả anh chị em mình xem những hành trình khám phá đảo Singapore có những gì đặc sắc và đặc biệt và cảnh đẹp, nơi đẹp. Mọi người nhìn chiếc bay nè, Vietjet nha. Đi chuyến bay ngày hôm nay là Thi sẽ ghé tới đảo Singapore. Thi sẽ đi dạo và đi du lịch, đi tham quan. Đây, cửa vô máy bay. Tại vì Thi mua vé máy bay này là một tuần trước rồi. Vé đi qua Singapore, thì này là vé một vé 2 triệu tiền Việt. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Nhưng mà đặc biệt là khi mà em đi đến sân bay Singapore á, thì một điều mà em vui nhất như vậy nè, khi mà em bước qua cái chỗ mà đánh hộ chiếu á, mà người ta đánh đi qua hết trơn rồi còn Thi người ta đứng kiểm tra. Lý do tại vì người ta thấy nhìn cái hộ chiếu của Thi á là nam, mà tại sao là ở ngoài là nữ, cho nên người ta kiểm tra hơi lâu tí xíu. Cho nên người ta hỏi Thi bao lâu, đi bao nhiêu người. Cho nên Thi nói đi có một ngày à. Ta sợ Thi đi qua đây á. Nhưng mọi người nhìn thấy tài xế taxi đẹp trai quá ha. Hello. Very handsome. Đẹp trai mà tài xế taxi. À, bây giờ Thi sẽ đi lên xe nha. Xe taxi bên đây rất là đẹp, nhưng mà đặc biệt là người Singapore là cũng rất là đẹp luôn nha. Mọi người nhìn tài xế, mọi người biết người Singapore đẹp rồi đó. Sau đây bước qua sân bay của Singapore rồi, nhưng mà Thi đặc biệt rất là vui được gặp anh tài xế rất là đẹp trai, nhìn rất là sang và đẹp nha quý vị. Nhưng mà đặc biệt là cái một điều là taxi ở bên đây á, mọi người nhìn cái xe nó đẹp nha mọi người, mà thơm lắm luôn. Đập ra cặp mắt của mình bước ra sân bay là một cái con đường rất là đẹp, sạch sẽ, rất là thích luôn. Và đặc biệt nó bước lên xe taxi một cái nó thơm, nó thơm gì đâu luôn, cắm hút thuốc mà quý vị. Và đặc biệt nó gặp được anh tài xế quá đẹp. Ôi chào anh. Anh đây là siêu thị không hả anh? Anh đi chơi hả? Đi làm. Anh đây cũng có người Việt Nam đi làm luôn kìa. Thật ra là qua tới Singapore, một cái đất nước hiện đại mà một cái con đường quá trời sạch đẹp luôn rồi, rất là thích luôn. Đó. Với lại một cái nữa là xe cũng nhiều mà nhà cũng nhiều ở khu vực này. Tại vì Thi đang ở một cái khu vực là ngay trung tâm phố người qua rất là lớn ở khu vực này. Thì đồ ăn cũng nhiều mà trung tâm cũng nhiều mà siêu thị cũng nhiều. Thì Thi chuẩn bị đi bắt xe đi lại ngay chỗ khu du lịch chơi của tại Singapore. Thì Thi quay sơ ngang cho mọi người ở đây thôi nha. Tại vì Thi mới đáp sân bay xuống liền là Thi vô khách sạn liền luôn á. Nè, khách sạn Thi ngủ nè. Một đêm khách sạn ở đây ngủ thì giá là 80 đô. 80 đô Singapore. Thì tổng cộng giá Việt Nam là cỡ 2 triệu á. Thì lâu lâu mà mình đi trải nghiệm có ngày mà ngủ có ngày à. Ngày mới Thi đi qua Mã Lai rồi, cho nên là mình lâu lâu đi qua bên đây du lịch thì mình sẽ quay cho tất cả anh chị em mình xem nha. Hành trình du lịch Singapore cùng với Thi Thư. Hiện tại là Thi đang cầm tiền á, đi chơi ở tại Singapore á, là tiền đô. Nhưng bây giờ là Thi đang tìm một cái địa điểm để mình đi đổi tiền. Để Thi coi hồi nãy cái ông chỉ qua đây đổi tiền, nhưng mà mình không biết khu vực nào đổi tiền. Thì mình đi đổi tiền rồi xong mình mới lấy tiền Singapore mình mới xài được. Thì mình đi trải nghiệm đất nước này đất nước kia để mình về mình học hỏi thêm. Ví dụ nếu mình đi vô quán ăn nè, mình học hỏi mình xem ta nè, trang trí nè, cách design nè, đó, những môi trường nè. Thì mình về mình học hỏi thêm nữa thì mình có cái kiến thức nhiều hơn đó khi mình đi chơi nha quý vị. Hiện tại là Thi đang đứng khu trung tâm của phố người Hoa nha, ở Singapore. Nhưng mà tối nay là Thi ngủ gần đây rồi, cho nên là tiện lợi là Thi sẽ đi chơi khu du lịch này. Nhưng mà hiện tại mọi người nhìn thấy không ạ? Những khu phố cổ của người ta nè, màu hoa sắc quá rực rỡ luôn. Thì bây giờ tại vì biết sao không, trong túi thì không có tiền.
không có tiền Singapore, thì cho nên là khi đi qua bên đây người ta hướng dẫn qua bên đây để chỉ mình đi đổi tiền, tại vì mình phải có tiền mình mới đi chơi được. Mà qua đây đi taxi mắc lắm nha, taxi ở đây đi lận 700-800 ngàn không á, 700-800 triệu không à. Nhưng mà thôi kệ đi, đây một cái sân vườn luôn, quá đẹp ha. Đó, nói chung ra là ở đây cũng có đường lộ cao tốc y chang như mình luôn, có bông hoa này nọ đủ thứ. Nói chung ra là nó không khác gì mình, nhưng con cái là cái con đường của người ta quá sạch. Tính ra đi đâu cũng gặp người Việt Nam ha, cũng vui ghê. Cảm ơn nha, vui vẻ nha. Rồi rồi bây giờ mình đi xuống nha, nãy giờ gặp mấy người Việt Nam đó, làm việc quá trời luôn. Mà lương tháng ở đây toàn 2 mấy triệu không à, còn anh này Việt Nam hết Singapore? You Singapore? À, very handsome. Đây cái này cũng giống như thi nướng luôn nè, ở Việt Nam. Mở cái này người ta nướng bằng điện nha. Ôi cái lò bằng điện im quá à. Mấy anh ở Việt Nam mà có sản xuất á, nhớ báo thi nha, nướng bằng điện vậy nè mới im nè, nó đỡ nóng. Mấy đứa nhân viên nhà chị ơi, có đứa nào muốn ăn không chị đem về cho ăn. Đây đùi heo, tai heo, cổ heo, đầu heo, xúc xích mà dài quá cho dài vậy. Có ai ăn thôi em mua về em bán. Thôi dẫn chơi quý vị thôi nha, đi vô đây kiếm được ăn tiếp tục. Thôi bây giờ thì đổi thử 1.000 đô đi, à 500 đô đi, 500 đô. Tại vì đi qua đây chỉ có 2.000 đô mà, cho nên là bây giờ thì phải đổi tiền đó để qua đây để mình đi chơi. Tại vì là thi đi này là muốn quay phim cho mọi người xem, có những hình ảnh vui vẻ với lại hướng dẫn cho mọi người cách đi chơi. Những ai mà có kinh tế thích trải nghiệm á thì xem thi dễ hiểu dễ biết nhanh hơn. Hiện tại là thi đang đứng đối diện cái khách sạn của thi nha, cái màu xanh nè, cái màu xanh dương đó, thi ngủ quá ngay cái phòng trên đó luôn. Nhưng mà thật ra tại vì biết sao không, cái khu phố này là khu phố người Hoa mà đông đúc người đi vòng vòng ở đây. Thật ra là ở con đường đó, nó sạch đẹp và nó không có một sợi dây điện luôn, cho nên là nó không có che cái nhà đó, cho nên mình thấy cái nhà nguyên thủy nguyên cái luôn thì nó quá trời đẹp. Đây nha mọi người, mà ở đây quá trời siêu thị nha mọi người nha, siêu thị rất là nhiều và người dân ở đây là người dân người Hoa không à, người Hoa quá trời luôn. Nhưng mà bây giờ thì cũng đang đi du lịch tiếp tục nè, thì đi tiếp tục. Nhưng mà nãy giờ thì tìm taxi, chưa có taxi nha. Để thì tìm xem, cũng có chị em thi nhiều lắm kìa. Nãy giờ là gặp chị em thi nhiều lắm luôn á. Hello, thì xin kính chào tất cả anh chị em nha. Hiện tại thì đang ở Vịnh Marina Bay. Ở trong đây là sẽ có là những cái chiếc ghe. Đây nha quý vị, có những cái chiếc ghe nè đó. Chiếc ghe người ta đi ở trong đây nè, với lại người ta đi mua sắm hàng hiệu ở trong đây. Với lại một cái nữa người ta đi chơi bài cờ bạc. Nhưng mà Thi bây giờ Thi chưa biết đi đâu hết trơn á, giờ Thi đi lạc đường lạc lối rồi. Bây giờ Thi sẽ đi qua hướng bên đây để coi có những cái gì. À, bên đây có cái nhà cao tầng của trái sầu riêng. Đúng rồi, bây giờ Thi đi qua bển nha. Tại vì ở đây vòng vòng ở khu vực này là có giường cái gì ta, cái nóc nhà giống như cái trái sầu riêng vậy đó. Với lại là con sư tử. Con sư tử gần ở đây nè. Đúng rồi, bây giờ mình chưa biết, bây giờ mình đi ra ngoài nha, mình đi tìm những cái vị trí để mình đi chơi. Tại vì đi qua đây là đi tình cờ thôi nha quý vị. Nhưng mà vô đây ăn cơm rất là ngon. Hồi nãy ăn cơm hết dĩa, ăn dĩa hết 300 ngàn tiền Việt. Ăn 3 người hết 1 triệu. Đã luôn cả uống nước, nói chung ra đồ ăn bên đây mắc lắm nha quý vị. Qua bên đây là mọi người đi ăn đi uống này từ 300-400 không có một phần ăn á. Với lại một cái nữa là mọi người đi taxi cũng rất là mắc, nhưng mà có xe nữa. Có xe buýt nè, có tàu điện nè. Nhưng mà Thi lựa chọn là đi taxi. Tại vì mình đi cho nó nhanh lắm quý vị, đi cho nhanh tới chỗ, để nhanh tới để chỗ đi chơi. Nói chung ra người bên Singapore là người Hoa không à. Nói chung là cũng thân thiện lắm nha quý vị. À, hiện tại là ở đây là Vịnh Maribay. Nhưng mà tất cả anh chị em chơi ở đây xong rồi mọi người đi ra ngoài phía bên sau là mọi người sẽ gặp một cái con sư tử bắn nước. Nó đang phun nước ở bên đó đó. Là những cái khu địa điểm du lịch của người ta ở nơi đây. Với lại một cái nữa là đứng ở đây này nó thấy hết toàn bộ luôn. Vậy là tí nữa là mình phải mua vé tàu đi. Ở đây có cái chỗ bán vé tàu. À, vậy ra đây là mình biết rồi. Đây nè, mua vé tàu ở đây nè. Đó, rồi mình đi qua bên đó đó. Rồi mình đi qua bển mình chụp hình, mình quay phim. Mình quay phim xong cái mình về khách sạn. Thì khách sạn của Thi cũng ngủ gần đó đó. Ngủ ngay cái địa điểm của Thi luôn cho nên nó cũng tiện lợi. Tại vì Thi đi là đi tự túc. Với lại một cái nơi Thi thấy cái gì Thi nói cái đó à. Với lại qua bên đây nói chung ra là người ta cũng lịch sự nha quý vị. Nói tiếng Hoa là nhiều. Người ta dùng tiếng Hoa, tiếng Anh. Đường đi cây cối xanh đẹp đó, nói chung rất là thích. Nhưng mà cái lối sống ở bên đây rất là cao, vì thứ nhất là ăn uống này nọ cao lắm. Nhưng mà người dân làm việc, người Việt Nam qua đây làm việc nhiều á, lương tháng cũng cao nha. Lương tháng cũng 30-40 triệu á, lương tháng bên đây nhưng mà xài nó cũng cao, vì đồ ăn nó cũng mắc nữa. Nè mọi người thấy cái vịnh không kìa, đó cái vịnh bay không đó, trên đó
cái chiếc thuyền ở trên đó. Ở trên đó là người ta bán đồ ăn ở trên đó, rồi mình đi lên đó mình ngắm cảnh. Đúng ra mình phải lên đó luôn, đã mình phải mua vé. Nhưng mà tại vì thôi bây giờ mình đi về trước đi, chưa thay đồ nữa. Cho nên bây giờ mình đi bắt ghe nha, mình đi theo người ta kìa. Đi qua cái ghe rồi mình đi qua bên kia. Đó, mình đi qua cái đảo. Mình qua cái đảo con sư tử. Đó, qua con sư tử nha. Rồi bắt đầu mình bắt ghe nha. Thật ra nãy giờ đi ít thấy trai quá. Nói chung ra đi kỳ này ít thấy người đông, không có đông người cho lắm. Nhưng mà người ta làm một cái trụ như vậy nè, người ta sẽ trang trí ở trên đó để bán iPhone, điện thoại quý vị. Người ta bán ở trong cái lồng kiến này nè. Đó, để bắt cầu thang cho mọi người đi vô trong đó mọi người mua iPhone. Nhưng mà người ta làm rất là hiện đại nha quý vị. Nè, người ta không bán ở trên chỗ khác mà người ta bán ngay giữa này luôn, giữa hồ luôn. Người ta xây một cái trụ iPhone người ta bán ở đây luôn. Thì cho nên tất cả các người dân người ta đi chơi xong người ta đi ra đây người ta mua. Ai muốn mua iPhone, điện thoại này nọ đó thì người ta mua ngay đây. Cái cảnh đẹp quá trời vậy. Đây, mọi thấy đẹp ha. Nhưng mà mấy cái nhà cao tầng đứng gần sợ quá quý vị ơi. Hơi hồi hộp quá, hơi rung tim sao á. Cho nên gặp nhà cao tầng đứng gần nhà cao tầng nó sợ quá trời luôn rồi. Sợ mà tưởng tượng mà giống như chơi game á mọi người. Mà nhà nó sập đổ xuống vậy nè. Cho nên là mình hơi sợ vậy thôi. Còn khi mà người đại gia người thích nhà cao tầng lắm. Ta đầu tư ra nhà cao tầng cho thuê vậy nè. Người ta bán là cũng giàu đó. Nói chung là giàu quá là biết sao không? Kinh doanh bất động sản, bán nhà, bán căn hộ thì mới mau giàu. Còn bán buôn giống như mình hả, giống như là cơm áo gạo tiền này nọ, nói chung là đủ sống đủ ăn à. Cho nên nó không có giàu, nhưng mà con cái là mình cũng phải gắng cố gắng để làm việc thôi, để cho đời sống mình thêm tươi đẹp. Rồi mình có tiền cái mình đi chơi, mình dành dụm chút đi chút đỉnh gì đó. Dành từng dụm ngày 100 ngàn, 200 ngàn. Rồi xong bắt đầu cái nó có tiền dư ra, xong nó đẻ ra tiền cái mình để ngân hàng, cái nó đẻ ra lời, cái mình lấy tiền lời đó mình đi chơi. Nói chung ra là vậy, chứ đâu có làm gì ra tiền đâu mấy bà. Kìa mọi người thấy không, ta nằm sung sướng nghe không kìa. Thật ra người ta nói thiên gái không à, chứ người ta đâu nói thiên bê đê đâu. Người ta không biết bê đê là cái gì nữa. Nghe giọng thì đàn ông thôi, ông này cộng tươi tay. Này giống chị em ha. Nằm xuống đây chơi chung hai đứa mình luôn ha. Ôi, nhìn mặt thấy cưng ghê chứ. Thì đang đứng ngay chỗ là Singapore. Hiện tại là thì đứng ngay chỗ một cái hồ. Nhưng mà ở trên đó là có là đồ ăn, thức uống với lại hồ bơi ở trên đó đó. Nhưng thì nghĩ có khách sạn ở trên đó luôn. Còn ở trong đó là casino. Ở trong cái lồng đó nha, trong cái lồng là casino. Nhưng mà thì đang đứng ở đây là biết sao không? Tại thì quay phim cho mọi người thấy rõ nét hơn, để cho mọi người chiêm ngưỡng được cái thành phố Singapore này. Đó, nói chung ra là những ai mà chưa đi mà xem thi là giống như là đi rồi. Nó sẽ đẹp. Nó đẹp thôi, nhưng mà thật ra vô trong mới có đông người nha, vô trong đông lắm, nghẹt hết trơn luôn. Lên đó ăn uống thì mình lên đó mình mua vé mình lên. Nhưng mà thi không có lên, tại vì sao? Ở trong đó phải có lên bơi. Nhưng mà thi không có lên bơi, giờ này thi mới tới à. Cho nên không có thời gian, nó mà đi lên bơi nó mất thời gian. Cho nên thôi bây giờ thi quay cho mọi người xem vậy thôi nha. Đó là một cái giống như một cái chiếc thuyền đó quý vị. Ở trên đó giống một cái chiếc thuyền luôn, nó nằm ở trên một cái nhà ba cột trụ trên đó luôn, thấy không? Những ai mà đã đi rồi thì sẽ biết nhiều ở trên đó, còn thi là thi chưa lên. Cho nên là thi chủ yếu thì đi chơi thôi, dạo để tranh thủ để quay phim cho mọi người xem thôi nha. Vui vẻ nha, bây giờ thi đi qua bên con sư tử nè. Bên sư tử đó để thi quay chia sẻ tiếp tục cho mọi người xem hành trình tại Singapore nha mọi người nha. Mọi người nhìn giống như cái chiếc tàu không? Cái đầu thì giống như là cái mũi tên, giống như là chiếc máy bay. Chiếc máy bay nằm ở trên ba căn nhà. Đó. Ở dưới là khách sạn, ở trên là hồ bơi. Đó, chỗ ăn uống này nọ trên đó. Nhưng mà hiện tại nãy giờ thì đi mấy cây số nha quý vị? Đi bộ á. Đi bộ từ bên đó mà vòng qua tới bên đây mà cả mấy cây số, có 3-4 cây số á. Quá xa luôn. Mà đi bộ kia bây giờ hả, nóng cái chân đau cái chân luôn nè, cởi dép ra luôn nè. Cởi dép ra luôn, hết mang dép luôn. Quá đau chân rồi. Mang đôi guốc cao mà bắt đầu cái đi bộ từ bên đó qua đây mấy cây số. Thật ra taxi bên đây đi khó kiếm lắm. Tại xe đây chạy lẹ là một, với lại nữa một cái nữa đường nào người ta chạy đường đó à. Có thể là mình đặt Grab nha mới được. Còn nếu mà đi bình thường mà mình gặp taxi mình kêu thì người ta không có ngừng đâu, không có ngừng liền. Phải có vị trí rõ ràng, có cái mũi tên, có chỗ mã gạch, hay là có địa điểm nào đúng là taxi người ta mới ngừng. Đó, mà không phải ngừng giống như mình nữa. Ngừng giống như nó có số thứ tự nha. Giống như một cái bãi đó, nó cho đậu hai chiếc xe taxi, hai chiếc xe à. Thì thôi nãy giờ thì đi được gặp được một mớ chuyện bao nhiêu đó rồi, thì chia sẻ cho tất cả anh chị em mình rồi. Thì bây giờ từ đây tới chiều nữa thì biết chuyện gì nữa thì chia sẻ tiếp tục nha mọi người, hãy đón xem theo hành trình thi Singapore nha. Hiện tại là thì đang đứng ngay chỗ cái khu vực này nè, dưới cái gầm cầu gần ngay chỗ mà cái con sư tử á. Thì mọi người thấy cái gầm cầu không ạ? Ghê gớm không mọi người? Đó, nó lớn quá trời lớn luôn rồi. Mà có những cái chiếc ghe người ta đi dạo xung quanh này nè, cho đỡ mỏi giò à. Nhưng mà nãy giờ em đi bộ không à, cho nên nói chung ra là cũng mỏi giò à. Nhưng mà đỡ qua đây rồi, ở cái nơi đất đỏ rồi, tiền đất rất là đắt tiền, cho nên phải chơi cho đã. Đó, mỏi giò cũng phải chịu. Đó, để cho quay phim cho mấy chị coi, mấy chị đừng buồn em nha.
Bây giờ hiện tại là em khát nước quá à. Em đi vô đây em để mua nước, mua trái cây ăn. Nhưng mà đặc biệt đi qua đây cũng có chuối nữa nha. Chuối nè, 5 đô, 100, 101. Ở đây là một cái không gian là người ta rọt tất cả các loại trái cây nè. Dưa hấu, khóm, dưa hấu vàng, tất cả các loại trái cây hỗn hợp, đu đủ, dưa lưới. Nói chung ra thanh long này nọ, tất cả các trái cây người ta đóng hộp sẵn hết, ai mua thì mua. Thì bây giờ Thi sẽ mua một hộp trái cây nha. Hiện tại là Thi đang đứng ngay trong cái quầy mua trái cây ăn nha. Mình mua bên đây, mình qua bên đó mình lấy hàng. Thì đây trái cây nè, dưa lưới, ăn dưa lưới trước đi. 3 ly nước với lại một hộp trái cây hết 1 triệu tiền Việt. Bên đây ăn cái gì cũng mắc hết trơn mấy ba. Ăn cái gì cũng mắc luôn. Ăn trái cây với nước không mà cũng hết 1 triệu. Nói chung là nãy giờ ăn không có món gì mà rẻ hết chứ. Ăn cơm thì 3 phần hết 1 triệu. Ăn trái cây uống nước cũng hết 1 triệu. Bởi tôi nói đất nước Singapore là đất nước giá trị cao ở châu Á. Là đồ mắc á. Những cái gì cũng mắc hết trơn. Nhưng mà nhân viên ở đây làm lương tháng được cao nha. Đất nước Singapore thì có cái biểu tượng con sư tử này thì để làm cho nhiều khán giả và nhiều người yêu mến đã đến nơi đây để chiêm ngưỡng và chụp hình và selfie để làm một cái bức ảnh kỷ niệm cũng rất là dễ thương. Thì ở đây là cái biểu tượng giống như là con sư tử nè phun nước đó. Nhưng mà lịch sử có nhiều lắm, là tại vì Thi kể không được, Thi kể không có được hết, cho nên là Thi chủ yếu là đi quay phim cho mọi người coi thôi. Những gì Thi gặp bất ngờ thì chia sẻ thôi nha. Nhưng mà người rất là đông đúc nha quý vị. Ở đây là một cái hồ mà nhà xung quanh nãy giờ Thi đi bộ từ bên đó đó. Thi đi bộ từ cái nhà 3 tầng bên đó đó. Rồi đi qua tới đây, vòng qua tới đây luôn, đi bộ nãy giờ đau chân luôn. California, Miss California. How long you stay here? I'm here for 5 days. 5 days. How old are you? 27. 27 tuổi. You have a boyfriend in Singapore? I don't know. You don't have? No, I live in Bali. What's your name? My name is T. T. Victor. From Vietnam. Nice to meet but you. Beautiful. Thank you. Where you make in Singapore? No, this is in Bali. 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 Ồ, đây làm móng ở bên Bali nè quý vị ơi. Có chồng rồi. Nãy hỏi có chồng chưa, có chồng rồi. Nhưng mà kiểu như hơi men quá ha. It was good meeting you. Thank you very much. Yeah. Ôi, giống gái ghê. Catwalk luôn kìa. Thật ra là Thi đi qua đây là 6 năm rưỡi rồi. Bữa nay Thi mới qua lại một lần nữa. Thì nó sẽ không có cái gì khác biệt hết. Chỉ cũng y chang à. Không có cái ai buôn bán gì đây. Chỉ có bán nước cà phê ngay chỗ khu đó đó. Đó. Ở Việt Nam cũng qua đây đông đó nè, đó mấy người Việt Nam nè, nãy giờ đang đứng cười kìa. Cười thì đang nói chuyện á. Cũng nhờ tất cả anh chị em mình yêu mến trong suốt thời gian vừa qua 7 năm nay mà cho nên Thi có một cái sự mà phục vụ tất cả anh chị em quyết liệt với lại làm việc hết mình để khi mà để có một cái kinh phí để đi du lịch tất cả các nơi các nước như vậy nè, để chia sẻ cho tất cả anh chị em nào mà chưa từng đi á, có thể đi một lần để trải nghiệm, đi chơi vui vẻ. Thời gian vé máy bay thì cũng có mắc, đi 2 triệu về 2 triệu à. Còn qua đây thì đi taxi nó mắc, đi ngủ khách sạn nó mắc tí xíu. Nhưng mà đi đoàn thì nó rẻ. Còn Thi là chủ yếu đi là quay phim thôi. Còn đi đoàn thì khó quay phim. Lại có nhiều người người ta không thích á. Cho nên là Thi thích đi tự túc về. Thi muốn quay quay, Thi muốn nói thì nói. Nó nói gì cũng được. Đó. Thì nói chung đi đi nha. Nhưng mà nhà vẫn hoạt động bình thường để mua bán. Nhưng mà sắp tới đây nữa còn đi nhiều nơi nhiều nước nữa để phục vụ bà con cô bác của mình ở trên màn hình nho nhỏ nha. Cũng cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ đây thì tất cả anh chị em đến xem chương trình tại Singapore rồi thì mọi người nhớ nha, ngủ ở tại Chinatown đi qua đây chỉ có mấy chục đô thôi là qua tới đây rồi. Và rất là đẹp. Và nói chung ra là đẹp, mát mẻ. Đi về đi đến ở đây nha, phải đi buổi chiều. 4 giờ 5 giờ chiều, hiện tại là 5 giờ chiều ở đây rồi. 5 giờ chiều ở đây là 4 giờ chiều Việt Nam. Thì cái giờ này là cái giờ mát. Thì tất cả anh chị em đến ở đây nó mát mẻ thì mọi người đi được, cũng thôi nắng lắm. Nắng quá mọi người đứng ở đây chụp hình cũng không được đẹp nha. Thì thôi cảm ơn tất cả anh chị em, hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình hành trình du lịch Singapore Thi tiếp theo vào clip ngày mai.